Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của lô đực kem ha. Đó thì cái lô này thì em nói cái giá thì nói chung thì rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó thì trong đây thì có một cặp nhỏ, đó cặp nhỏ cặp lớn ha. Cặp nhỏ này thì nói chung thì lụng khoảng 6 tháng rưỡi tuổi rồi. Đó 6 tháng rưỡi tới 7 tháng tuổi cô chú chị. Còn cái cặp lớn thì nó lụng khoảng 7 tháng tới 7 tháng rưỡi tuổi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp nào thì mình bắt cặp đó ha, thì em báo giá từng cặp. Đó thì cặp lớn này thì chiều cao nó là dao động khoảng 1m15 tới 1m17 bò. Đó 1m15 tới 1m17 bò cô chú chị. Đó còn cặp nhỏ thì chiều cao nó dao động khoảng 1m06 tới 1m08 bò ha. Chiều cao là 1m06 tới 1m08 bò ở phía sân khu. Đó thì nếu mà ở sau đít nó thì tầm khoảng 1m06 tới 1m08 thì ngay lưng nó tầm khoảng 1m đó cô chú chị. Đó còn cặp kia thì chiều cao nó ngay giữa lưng thì nó tầm khoảng chắc khoảng 1m09 tới 1m1 bò đó. Đó thì cặp nhỏ này thì chủ nhà bán giá là 24 triệu nè. Đó 24 triệu lô bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Đó. Đó bao ship tới nhà trong vòng 200 số ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Đó thì em nói chung thì cái lô đực này thì cái giá thì nói chung thì anh chủ nhà đưa ra cái mức giá thì nói chung thì rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó còn cặp lớn thì giá là 29 triệu. Đó 29 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn trong vòng 200 số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Đó bò thì em quan sát kỹ rồi. Đó thì bốn con này thì chân móng hoàn thiện nè, không có ổ ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó không có ổ ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì cô chú chị. Đó thì tứ kim vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò tứ kim tốn tiền. Đó mình kiểm tra có bú dò bú cẳng hay không. Đó có thùng rúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đây thức tiên thì em quay cặp lơ cặp nhỏ thước nè cô chú chị. Đây chân móng nè, nó thì bông chung thì bốn con này thì xương sóc thì em quan sát thì cũng rất to. Đó chân móng thì chân móng sò chân trước nè. Đây nhưng mà cái con này thì nói chung trên chủ nhà nó nước ăn uống nó thì khỏi nói luôn. Đây mặt mài nè cô chú chị. Đó cặp nhỏ mặt mài nè. Đó thì 24 triệu thì tính ra có 12 triệu con mà bao ship luôn. Đó bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Đây thì nói chung thì tiền nào của nấy ha. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ nha. Nó cặp nhỏ này nói chung thì nó cũng nó cũng dẻo dẻo bò cô chú chị. Đó thì nói chung thì em quay thì bò pin lực thì em báo pin lực, dẻo dẻo thì em báo bia dẻo dẻo ha. Đó nhưng em nay cái lô bò này cái giá thì nói chung thì rất yêu thương luôn. Đó cặp đực như vậy mà có 24 triệu à. Nói chung thì bán thì nói chung thì bò đực bán cũng muốn cò giá bê luôn cô chú chị. Đó chân móng nè, ở đây con này chân móng nè, chân móng là chân móng sò xương sóc nè. Đó không ổ xe là xuống lúng ruột gì. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Nói chung mình tức khi hình em cũng thương lượng xác giá cho bà con mình hết rồi. Đó thì cặp nhỏ này giá là 24 triệu. Đó 24 triệu là bao ship cho cô chú chìm tới nhà luôn dòng 200 số. Đó thì bà con nào ưng thì mình xin tới xem lô cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó thì nói chung thì nó cũng đích được con cái thì mấy con này dần đích nó thì có đích. Đó có đích của chú chị. Đây. Đây của chú chị. Đó một con kem xám móc. Đó con này xám móc nè, còn con này thì nói chung thì cũng dạng cũng xám xám mà xám đỏ ha. Đây dai nè, dai thì nói chung thì cũng nở nè. Đó nói chung thì tiền nào của nấy. Đó cặp bò đực bây giờ có hai mấy triệu của chú chị, đó 24 triệu à. Đó mà 24 triệu là bao ship luôn nữa chứ, bao ship trong vòng 200 số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Đây còn cặp lớn thì nói chung thì xương sóc thì rất to. Cặp lớn này thì lụng 7 tháng là 7 tháng rưỡi tuổi của chú chị. Đó xương sóc thì rất to nè, chiều cao thì 1m15 tới 1m17 bò. Chiều cao 1m15 tới 1m17 bò của chú chị. Quá. Đây cặp lớn thì nói chung thì xương sóc thì nói chung thì cặp lớn thì xương sóc thì nói chung thì cũng rất to. Đây thì phần mặt mày này cô chú chị. Đó mặt mày từng con nè, thấy không, mặt thì cũng mặt cục ha. Đó mặt cục bự của tướng tá cấp mình này. Đây xương sóc thì cặp lớn này xương sóc thì rất to. Đó thì cặp lớn này giá là 29 triệu. Đó 29 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn ha. Đó thì bà con nào ưng thì mình sẽ tới xem lô cho kỹ đi. Đó, thiệt ưng mình nó mua. Đây dai nè. Đó dài đít rồi cũng nở nang nè, thấy không, xương sóc nè. Đây chân sau nè. Đó chân là em nói chân móng sò xương sóc rất to hai con nè cô chú chị.
không ổ ấp xe hay là xuống rúng xuống ruột gì đó, thì thức khiêm vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò thức khiêm tốn tiền đó, mình kiểm tra có bú vô bú cẳng hay không, có thùng rúng thùng ruột hay không, rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đây tướng tá cấp mình nè, đây cặp lớn tướng tá cấp mình nè chú chị. Đây hai con nè, đó em mấy cái lô bò này cái giá thì rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi, nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Đó thì bà con mình bỏ ra mấy triệu để mua cặp bò gì mình làm giống sinh sản nè, nó hoặc mình nuôi vú béo. Đó thì bà con mình có quyền bà con mình lựa, thấy cái nào giá cả hợp lệ thì mua về mình nuôi vú béo thêm. Đó còn cái nào giá cả không hợp lệ thì bà con mình đợi kiếm cặp khác nha. Đây tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Ôi. 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 Đây dai nè. Đó cô chú chị thấy bằng dai không? Dai thì nói chung thì hai con dai cũng nở nang, dai cũng dai đôi. Đó đít nè, hết biết cái đít không? Đó, xương sóc to, bản đùi lớn. Đây, chân móng hoàn thiện, không ổ xe là xuống rúng ruột gì. Ôi. Tướng tá cặp mình con tàn con xương đó, cặp này giá là 29 triệu. Đó 29 triệu là bao ship luôn ha, đó bao ship của chương trình tới nhà luôn, dùng 28 số. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, nó nói chung thiệt ưng mình nó mua. Đó tới kỳ hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình hết rồi. Đây còn cặp nhỏ nè cô chú chị. Đây nó cái đít cũng hết biết cái đít không. Đó cặp nhỏ có 24 triệu à. Đó em nói cái lô bò này cái giá rất yêu thương luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lô cho kỹ đi. Đó thì nói chung thì hiện tại thì em đang có chuyến giao về Đồng Nai. Đó Đồng Nai với Sa Đéc của chú chị. Đó với em đang có chuyến đi giao về Đắk Lắk ha. Thì bà con nào ở mấy vùng đó cũng như Bân Cận thì mình sẽ ghép xe luôn. Thì bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó tới khi hình em cũng thương lượng sắc giá cho bà con mình hết rồi. Này đít khu tướng tá cấp mình nè. Đó rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó con mẹ thì con mẹ dòng bô xin nè cô chú chị, thì nói chung thì hiện tại đang giữ con đực 3B. Đó thì con mẹ này mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên luôn cô chú chị. Đó thì hiện tại đang giữ con đực 3B thì được 2 tháng tuổi nè. Đây nói chung thì đẻ con có đực ra rất mát sữa luôn. Tướng tá kiểu mẫu thì khá đẹp nha cô chú chị. Đó thì con mẹ này thì một con tàn con xương thì rất lớn cô chú chị. Chiều cao là 1m35 tới 37 bò. Đó chiều cao là 1m35 tới 37 bò. Đó thì mẹ con này thì em quan sát thì chân móng hoàn thiện, không ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó nhưng em nên để con là rất mát sữa luôn cô chú chị, con mới 2 tháng tuổi nè. Đó còn được 3B, lông da bóng giận luôn. Đó thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán với giá là 28 triệu. Đó 28 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 28 số ha. Đó thì bà con mình thấy ưng, đó thì mình mua về mình để làm giống sinh sản ha. Được con cái thì con mẹ này mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên luôn cô chú chị. Đây con mẹ thì chiếc dần rúng thì rúng là rúng chiên. Đó vú thì 4 vú, rúng thì rúng chiên. Đó chiền tới nay vú giờ lên tới yếm trước luôn cô chú chị. Đây chân móng nè, chân móng là chân móng sò. Đó chân móng là chân móng sò ha. Đó vú nè, vú thì 4 vú nè, chân móng nè, một con tàn con xương rất lớn luôn cô chú chị, chân móng sò. Đó xe mặt nè, xe mặt thì cũng dạng xe mặt nghiêm chỉnh. Đây xe mặt nè, xe mặt thì cũng nghiêm chỉnh, xe lưng thì cũng nghiêm chỉnh luôn. Đây. Đó xe mặt nè, sừng nè. Được con cái thì để con ra, nói chung thì rất mắc sữa luôn á. Đó thì bà con mình kiếm bò về để làm giống sinh sản của chú chị. Đó mình lựa những con mẹ mà để con mắc sữa như vậy nè. Đó mình để cái giống là nói chung thì sao để con ra rất mắc sữa luôn. Đó sao nó về nó con đẻ con cái ra thì mình để con nó thì con nó cũng rất mắc sữa luôn của chú chị. Đây chân móng nè, rúng thì rúng chiền ha. Đó thì những đối những bộ mẹ con mà đã rồi thì bên em bán sẽ bao lỗi cô chú chìm trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có lưu ý trục trặc thì bên em thâu bò về hoàn tiền bò tiền xe đủ với cô chú chị mình luôn.
Đó thì con nó thì có một chút điểm mi hay trắng trắng của chú chị. Nói chung thì dùng bồ đực ba bê mà, thì nói chung thì nó cũng không có bông chỗ này cũng bông chỗ kia. Nhưng được con cái thì mình nuôi vú béo mà, nói chung thì nhưng được con cái thì nó rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó, con đực thì nói chung thì rất mát sữa luôn nè. Đó, đít mới bị lớn, đít nở dài, nở cái dây của nó thì hết nó nổi luôn cô chú chị, đầu trụi luôn ha. Nè. Đó, chân móng nè. Đó, hết biết cái đít không? Đó, con mẹ thì nói chung thì cũng nằm về tàn sát, cũng tàn sát nhất rồi. Chiều cao là 1m35 tới 37 bò. Đó, chúng ta cắt mình nè. Đó. Đó thì bà con nào ưng thì mình xin tới xem lưu cho kỹ đi. Nói chung thì thiệt ưng mình không mua ha. Nói chung thì đi toàn gấp xe không cô chú chị. Đó, đi toàn gấp xe không à. Thì bà con mình ưng thì mình xin tới xem lưu cho kỹ đi. Chừng nào mình thiệt ưng mình không mua. Nói chung thì khi hình này cũng thương lượng sắc giá cho bà con mình hết rồi. Đó, 28 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Dùng 28 số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để thường hình. Con mẹ này thì mẹ tơ, đó mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên luôn nha cô chú chị. Đó, được con cái thì mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên luôn. Đó, giá là 28 triệu. Đó, 28 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dùng 28 số. Tưởng ta cấp mình cô chú chị thấy không? Con đực, em nói có đẻ ra con đực mát sữa thì khỏi nói luôn. Mới lớn mà đít nở dài nở nè, cơ bắp. Đó. Cái đít hết biết không? Nó cái dòng 3B thì đít thì khỏi nói cái dòng đít của nó rồi. Đó, còn con mẹ nè. Tướng tá cặp mình nè. Đó, con mẹ cái ngang của nó nè. Hết biết luôn, thùng dầu nè. Đó. Mẹ thì lông da bóng giận luôn. Mẹ thì em quan sát thì liền màu ha, không lan không đốm gì của chú chị. Hôm nay con đực nè, đực phải đi tới lui cũng khó quay ha, nhưng mà em nói cái dạng dài của nó thì khỏi nói luôn. Đó, dài nó bằng cái đít luôn của chú chị. Đây, tướng tá nè. Hết biết được không? Đó, đực mới 2 tháng tuổi nè. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Nếu còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xin tin số chủ nhà cho cô chú chị điện trực tiếp nha. Đó, thì em kênh Săn Nuôi Bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó, thì bà con nào cũng mua bò vô béo, bò ảnh sản 2 khung giờ của ưng thì điện cho em ha. Đó, thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình xong. Để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.